chúng ta cùng chẳng một phút mười chín tháng tám sáng tác nhạc sĩ Châu Anh, cán bộ nhà tù nhiệt sĩ đang tiến vào thực tử với đường hướng tương lai trong hoạt động xây dựng bốn hạt tròn kết hợp với những công trình nhẹ nhàng là những động tác sử dụng súng CKT với độ khó cao từ cán bộ chiến sĩ xây dựng nghiên cứu sáng tạo trong quá trình huấn luyện các động tác kiểu này đối với súng CKT. Phần thưởng cao quý tổng suất quá trình hình thành và phát triển của đoàn ngũ quân đội kể từ khi thành lập đến nay. Yeah.
Thank you.